Trên thế giới, tại Trung Quốc các công ty huy động được nhiều tiền chưa từng thấy. Tại Nhật Bản, giá tiêu dùng giảm nhanh nhất trong thập kỷ gây lo ngại giảm phát. Hàn Quốc lên kế hoạch hỗ trợ phục hồi kinh tế hậu Covid-19. Unilever tiếp tục quảng cáo trên Twitter, Facebook ở Mỹ. Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm tiếp 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng. Hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới. Chính thức giảm tiền điện lần 2 cho người dân. Giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 trễ hạn hoàn thành. Quý vị đang đến với bản tin kinh tế FBNC và phần đầu tiên sẽ là các thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, theo Bloomberg, thì các công ty của Trung Quốc được niêm yết tại các sàn chứng khoán ở Mỹ, đặc khu hành chính Hồng Kông và Đài Loan đã chiếm tới 37% giá trị chào bán toàn cầu trong năm 2020. Điều này đánh dấu thị phần cao nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này về giao dịch IPO trên toàn cầu kể từ năm 2009. Theo đó, những công ty như công ty chăm sóc sức khỏe JD Health của tập đoàn thương mại điện tử JD.com và nền tảng trò chơi NetEase được niêm yết tại Hồng Kông đã giúp cho các cổ phiếu IPO cùng cổ phiếu niêm yết lần 2 của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 129 tỷ đô Mỹ vào năm 2020. Niêm yết cổ phiếu lần 2 đã trở thành xu hướng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc trong vài năm qua, bất chấp việc tạm dừng IPO tại Hồng Kông và Thượng Hải của gã khổng lồ công nghệ tài chính Ant Group vào hồi tháng 11. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chọn xu hướng gọi là niêm yết hồi hương tại trung tâm tài chính châu Á này trong năm nay, trong đó lớn nhất là vụ IPO 3,9 tỷ đô la Mỹ của JD.com vào hồi tháng 6. Thưa quý vị, vừa qua thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết các đàm phán giữa EU và Anh đã đạt được bước tiến quan trọng trong các lĩnh vực như trợ cấp nhà nước hay tiêu chuẩn cạnh tranh bình đẳng, nhưng mâu thuẫn quá lớn trong lĩnh vực nghề cá có nguy cơ làm sụp đổ thỏa thuận. Theo bà Ursula von der Leyen, thì các văn bản pháp lý liên quan đến hai lĩnh vực này đang được các nhà đàm phán hai bên hoàn thiện và về cơ bản, một trong các trở ngại lớn nhất trong đàm phán từ hơn 9 tháng qua về quản trị và sân chơi thương mại công bằng đã được giải quyết. Trong tháng 11 vừa qua, thì giá tiêu dùng của Nhật Bản đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, làm dấy lên lo ngại về khả năng giảm phát trở lại và xóa sạch các lợi ích trong các chính sách kích thích kinh tế của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Cụ thể là giá tiêu dùng cốt lõi đã giảm 0,9% trong tháng 11. Đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp và là tháng giảm nhanh nhất so với cùng kỳ năm ngoái kể từ tháng 9 năm 2010. Mặc dù sự sụt giảm phần lớn được cho là do chiến dịch giảm giá du lịch của chính phủ và giá năng lượng yếu, tuy nhiên qua đó cũng cho thấy nhu cầu trong nước yếu như thế nào. Theo ông Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Norin Chukin, cho biết sự hồi sinh của các đợt lạm phát sẽ khiến cho người dân ở nhà nhiều hơn, đồng thời sự sụt giảm dự kiến của các khoản thanh toán tiền thưởng trong mùa đông này sẽ khiến cho việc tiêu thụ sản phẩm giảm đi đáng kể. Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 12, thì Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố chọn ông Dan Tehan là người đang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục làm Bộ trưởng Thương mại. Việc lựa chọn Bộ trưởng Thương mại mới này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã xấu đi trong thời gian qua từ khi chính quyền Canberra yêu cầu điều tra về nguồn gốc COVID-19. Úc luôn khẳng định rằng cuộc điều tra này không nhắm đến Trung Quốc về mặt chính trị. Đáp lại, thì vào ngày 27 tháng 11, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế trên 200% đối với rượu nhập khẩu từ Úc. Ngoài ra, thì Trung Quốc cũng tăng thuế một số mặt hàng khác của Úc như than đá, tôm hùm và gỗ. Vào ngày 17 tháng 12, trong bản cập nhật ngân sách mới nhất của thủ quỹ Úc George Frydenberg, nền kinh tế nước này đang phục hồi mạnh mẽ sau gần một năm bị COVID-19 hoành hành và sự phục hồi này diễn ra nhanh hơn dự kiến của các nhà hoạch định chính sách. Tuy có những dấu hiệu lạc quan, song ông Frydenberg cho biết vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Trong bản cập nhật, thì ông Frydenberg dự đoán mức thâm hụt ngân sách kỷ lục sẽ ở mức dưới 200 tỷ đô la Mỹ thay vì mức 214 tỷ đô la Mỹ như dự báo vào tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp hiện cũng được dự báo sẽ đạt dưới 8%. Những con số được cải thiện nhờ gói trợ cấp lương JobKeeper của chính phủ và nhờ xuất khẩu quặng sắt của Úc liên tục đạt được mức kỷ lục. Qua đó, thì ông Frydenberg kết luận nền kinh tế Úc đang phục hồi mạnh mẽ sau cú sốc kinh tế lớn nhất kể từ sau cuộc đại suy thoái.
Vừa qua, theo Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, thì nước này đang lên kế hoạch triển khai chính sách kinh tế trong năm 2021 với mục tiêu là duy trì đà phục hồi kinh tế cũng như chuẩn bị cho thời kỳ hậu COVID-19. Cơ quan này dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể sẽ suy giảm 1,1% trong năm 2020 nhưng sẽ đạt mức tăng 3,2% trong năm 2021. Đây là lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc suy giảm kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998. Theo đánh giá của Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ phục hồi trở lại vào năm 2021 nhờ vào sự cải thiện trong xuất khẩu và nhu cầu nội địa. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi của kinh tế Hàn Quốc vẫn còn nhiều sự rủi ro, phụ thuộc vào diễn biến của COVID-19 cũng như thời gian triển khai tiêm chủng vaccine phòng dịch. Tại Canada, thì chính phủ liên bang nước này đã phê duyệt những thay đổi thiết kế đối với Boeing 737 MAX để cho phép dòng máy bay này được khai thác trở lại tại Canada. Bộ Giao thông Vận tải Canada đã thông báo với cơ quan hàng không liên bang Mỹ về việc phê chuẩn những thay đổi. Theo Nicholas Robinson, một quan chức thuộc Bộ Giao thông Vận tải của Canada, thì chính phủ Canada sẽ yêu cầu phi công tham gia thêm các khóa đào tạo mô phỏng trên Boeing 737 MAX đã được sửa đổi và các thủ tục liên quan đến buồng lái sẽ được bổ sung trước khi máy bay được các hãng hàng không lớn của Canada khai thác trở lại. Thưa quý vị, mới đây thì Unilever cho biết họ sẽ tiếp tục quảng cáo trên Facebook, Instagram và Twitter Mỹ sau khi tạm dừng vào tháng 6 do vào thời điểm đó các nền tảng mạng xã hội bị nhiễu loạn và phân cực sâu sắc bởi cuộc bầu cử Mỹ năm nay gây ra. Đầu năm nay thì Unilever đã tham gia tẩy chay quảng cáo chống lại Facebook như một phần của chiến dịch ngừng căm thù vì lợi nhuận do các nhóm dân quyền Mỹ khởi xướng sau cái chết của người đàn ông da màu ông George Floyd vào ngày 25 tháng 5. Đại diện của Unilever cho biết chúng tôi sẽ đánh giá chặt chẽ hoạt động của các nền tảng so với tiến độ thời gian và cam kết của họ, cũng như sự phân cực trong môi trường nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội sau bầu cử khi năm nay diễn ra. Facebook hoan nghênh động thái từ Unilever, trong khi đó Twitter không đưa ra bất cứ bình luận nào. Thưa quý vị, mới đây thì công ty Coca-Cola cho biết đang có kế hoạch cắt giảm 2.200 việc làm trên toàn thế giới, trong đó có 1.200 việc làm ở Mỹ, trong bối cảnh phải đẩy mạnh nỗ lực tái cơ cấu do nhiều địa điểm bán mặt hàng Coca-Cola như rạp chiếu phim, quán bar và sân vận động đang phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Vào tháng 8 vừa qua, thì Coca-Cola đã đưa ra gói hỗ trợ tự nguyện nghỉ việc đối với gần 40% lực lượng lao động ở Bắc Mỹ. Ngoài việc khuyến khích người lao động tự nguyện nghỉ việc, thì Coca-Cola cũng đang cho tiến hành các đợt cắt giảm bắt buộc. Thưa quý vị, vừa qua thì hãng sản xuất xe hơi Mercedes-Benz của Đức thông báo quyết định sẽ ngừng sản xuất các mẫu xe hạng sang tại Brazil trong bối cảnh tình hình kinh doanh phân khúc xe cao cấp tại quốc gia này đang bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Theo đó thì hãng xe Đức sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất xe hơi phân khúc cao cấp tại thành phố Iracemápolis, bang São Paulo. Nhà máy này được khánh thành vào năm 2016 với số vốn đầu tư gần 200 triệu đô la Mỹ, là cơ sở duy nhất sản xuất các dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz, bao gồm C-Class và GLA Class tại Brazil. Tuy nhiên, Mercedes-Benz vẫn sẽ tiếp tục duy trì những nhà máy sản xuất xe tải và xe buýt của hãng này tại Brazil, đồng thời đưa các giải pháp hỗ trợ cho hơn 370 công nhân tại nhà máy Iracemápolis, bao gồm chương trình trợ cấp thôi việc tự nguyện và kế hoạch thuyên chuyển sang các cơ sở sản xuất khác. Xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với bản tin kinh tế FBNC với phần tin kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo từ ngân hàng HSBC thì trong năm 2020 tiền đồng đã tăng giá nhẹ khoảng 0,2% so với đô la Mỹ, trong khi thị trường ngoại hối gần như không có áp lực cuối năm. Mức tăng này khác hẳn so với những năm trước khi mà tiền đồng thường mất giá so với đô la Mỹ. Với diễn biến này, thì chuyên gia từ HSBC lưu ý những doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có yếu tố xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ cần chủ động sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro, trong đó chú ý các sản phẩm phái sinh tiền tệ như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi lãi suất để đảm bảo sự chủ động trong hoạch định dòng tiền và cân đối lợi nhuận. Về bức tranh tỷ giá trong năm 2021, thì HSBC cho biết có cơ sở để kỳ vọng tỷ giá tiếp tục được điều hành theo cơ chế linh hoạt.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Để tránh xáo trộn do mức thu phí tăng trở lại trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất tiếp tục giảm phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề xuất tiếp tục giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1, 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, theo Tổng cục Hải quan, thì trong 11 tháng của năm 2020, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt hơn 91,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ của năm 2019, liên tục là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất. Trong đó, thì riêng xuất khẩu sang Mỹ đạt mức 69,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thì nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ chỉ đạt hơn 12,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,7% so với năm trước. Số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy đến thời điểm này thì cả nước có gần 77.000 dự án đã lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất là trên 3.500 MW. Theo đại diện của Bộ Công Thương thì hiện đã có 16 tiêu chuẩn quốc gia được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến lĩnh vực điện mặt trời nói chung. Tuy nhiên, với hai thành phần chính của một dự án điện mặt trời áp mái là tấm pin và bộ biến tần thì đang thiếu những tiêu chuẩn cụ thể hơn. Thực tế là các dự án điện mặt trời áp mái và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tại Việt Nam đang chủ yếu phải áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, vì chưa có bộ tiêu chuẩn đầy đủ trong nước, nên thị trường đang đứng trước nguy cơ xuất hiện nhiều sản phẩm kém chất lượng, gây thiệt hại cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc, Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Hội đồng thẩm định quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030. Các hội đồng thẩm định trên do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm chủ tịch hội đồng. Thành viên hội đồng gồm có đại diện các bộ ngành, cơ quan liên quan và các ủy viên phản biện. Cơ quan thường trực của ba hội đồng là Bộ Giao thông Vận tải. Ba hội đồng trên đều hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết đã thông qua nghị quyết số 4 về đầu tư dự án thành phần 3, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với số tiền là 99.019 tỷ đồng. Theo đó, thì dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1777 vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng. Giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% từ bậc 1 cho đến bậc 4. Các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông sẽ giảm giá điện từ mức bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất. Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19. Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá tiền điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn là tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Thưa quý vị, theo thông tin từ các nhà mạng, thì các nhà mạng đang dự kiến để giá cước 5G ngang với 4G hiện tại, đồng thời không yêu cầu người dùng đổi SIM. Đại diện của VNPT cho biết sẽ miễn cước 5G trong quá trình thử nghiệm, ít nhất là đến hết tháng 1 năm 2021. Sau đó thì giá cước cơ bản sẽ như 4G. Tương tự như Mobifone cũng cho biết giá cước sẽ tuân thủ theo quy định chung và cách tính cước cơ bản dựa trên nền tảng của 4G. Cũng theo các nhà mạng thì người dùng cũng không cần đổi SIM mà có thể sử dụng 5G trên chính SIM 4G. Yêu cầu duy nhất là thiết bị đầu cuối là thiết bị 5G được hỗ trợ. Hiện tại thì nhiều người dùng mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel đã có thể sử dụng 5G miễn phí tại các địa điểm thử nghiệm thương mại của ba nhà mạng này ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2021 thì phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện là 19.200.000 đồng. Đây là một trong những nội dung được quy định trong thông tư 106/2020 của Bộ Tài chính mới ban hành về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó thì các tổ chức cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại thông tư này. Phí nộp trực tiếp bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước.
Theo Bộ Công Thương, thực hiện việc phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo theo cam kết tại Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Vào ngày 8 tháng 9, 2020, Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu EEC đã ban hành quyết định số 110 về phân bổ hạn ngạch nhập khẩu gạo Việt Nam cho từng nước thành viên thuộc Liên minh Á-Âu trong năm 2021. Theo đó, thì Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU sẽ nhập 10.000 tấn gạo Việt Nam trong năm sau. Do đó, Bộ Công Thương lưu ý đến các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như các tổ chức cá nhân có liên quan để nắm được thông tin và thực hiện. Thưa quý vị, EVN đang hướng tới mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2021 sau khi vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm 2019. Việc đưa thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vào vận hành từ năm 2021 là bước phát triển quan trọng của ngành điện Việt Nam, giúp hệ thống điện và thị trường điện được vận hành an toàn, ổn định. Theo EVN, thì nếu như năm 2012 mới chỉ có 32 nhà máy điện với tổng công suất 9.200 MW tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, thì đến cuối năm nay đã có 99 nhà máy điện trực tiếp tham gia cạnh tranh trên thị trường với tổng công suất là vào khoảng 27.000 MW. Thưa quý vị, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác giải phóng mặt bằng không thể hoàn thành trong năm nay như dự kiến. Đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng của dự án mới đạt 74,63%. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do công tác bố trí vốn để thực hiện giải phóng chưa đảm bảo so với nhu cầu thực tế của các quận huyện. Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tiếp tục chỉ đạo giải quyết các khó khăn tuyến metro số 2 đi qua 6 quận của Thành phố Hồ Chí Minh với 1 ga trên cao và 9 ga ngầm. Có khoảng 603 hộ dân bị ảnh hưởng. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã chậm 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện phát triển sản phẩm, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn đúng quy định. Sở đề nghị các đơn vị sẵn sàng điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Các doanh nghiệp lưu trú, nhà hàng nên trang trí không gian mặt tiền và phía trong tạo diện mạo đẹp cho cơ sở, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giá, niêm yết công khai, giá bán các dịch vụ không tăng giá bất thường. Và trước khi kết thúc bản tin hôm nay, thì FBNC xin trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước. Thì sắp tới đây, kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình Vì Xã hội mang tên Điều ước Việt Nam. Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng, cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên, thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Điều ước Việt Nam amoc@fbnc.vn hoặc hotline 0963938351. FBNC rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và đến đây thì thời lượng của bản tin kinh tế trên FBNC cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.